Chào các bạn, mình là Quang Tắc Kè đây. Ở tập trước mình chơi dại nên bị biến thành quái vật như vậy. Giờ mình đang chờ con bông đi lấy thêm thuốc về để mình biến lại bình thường. Hên quá Quang ơi, có thuốc rồi nè. Yeah, đưa đây cho ta. Còn đúng một loại duy nhất này đấy, coi mà sử dụng cho cẩn thận. Ông mà nghĩ tầm bậy tầm bạ là nó ra tùm lum tùm la, lúc đó không ai cứu nổi đâu nha. Biết rồi, nói nhiều quá. Giờ mình sẽ biến thành Quang Tắc Kè như trước kia. Umbala. Ê chết, cái mặt của mình trông như thế nào quên mất tiêu rồi ta. Khổ thiệt chứ, cái bản mặt của mình mà cũng không nhớ. Cái gì vậy trời, đây là thằng Cường mà. Làm lại. Cái gì nữa vậy, con mèo phai phai, đừng ám ta nữa. Ê, ông làm cái gì mà lâu quá vậy, nhanh lên đi chứ. Hu hu, ta quên mất khuôn mặt của mình rồi. Khổ thiệt, nè, nhìn đi, nhớ chưa. Ok, nhớ rồi. Yeah, Quang đã trở lại bình thường rồi nè. Ủa bông, con bèo đâu mất tiêu rồi? Nó đợi ông lâu quá nên về rồi. Hay, chán gì ta. Thôi chắc bỏ qua cái vụ bắt Tayuki luôn đi. Sao ông bỏ cuộc sớm vậy? Chứ mày nghĩ đi, chỉ mới bày kế bắt chưa bắt giới thôi mà đã tốn thời gian và công sức như vậy rồi. Huống hồ chi còn xa tăng mà tôm hồ không nữa. Ờ ha, thôi bỏ đi. A few moments later. Hay, chán quá bông ơi. Làm gì bây giờ? Hay là mình chủ động bắt các nhân vật khác để nhúng đi. Mày nói làm như dễ lắm vậy á. Giờ tụi nó gặp ta là chạy trốn hết rồi, ở đó mà cho mày bắt. Tôi có cách này, giờ mình giả bộ đăng tin tuyển dụng trợ lý cho Quang Tắc Kè. Sau đó có đứa nào lại ứng tuyển là mình bắt hết. Nghe cứ như thù gà vậy. Nhưng mà được rồi nha. Mày điếm thối lắm nha bông. Chứ sao, chủ nào thì tớ nấy thôi. Ý mày nói là ta điếm thối phải không? Ủa, ai nhìn quen quen vậy ta? Hình như là thằng Cường, phải chạy vào báo Quang biết mới được. Ê Quang, tôi mới thấy thằng Cường đi ngang kìa. Đợi xíu, xong cái này ta ra liền. A few moments later. Thôi em khỏi ra đi, nó đi mất tiêu rồi. Thôi để bắt nó sau cũng được. Thiệt tình luôn á, làm gì mà ghiền game dữ vậy? Bình thường thấy ông đâu có chơi game nhiều vậy đâu. Đợi xíu tao bê nhốt cái trụ này rồi nói cho nghe. What? Lúc trước tao không chơi game á, là vì tao cùi bắp quá, chơi game không có được. Pin thì mau hết, còn màn hình thì giật lắc lung tung. Hôm nay mới đổi sang con Samsung Galaxy A53 5G này. Chơi game mượt quá trời mượt nên mới ra nông nổi này đó chứ. Ừ thì cứ cho là nó mượt đi. Mà sao hôm nay ông chơi game từ sáng tới tối luôn vậy? Bình thường chơi xíu là nghỉ đi cắm sạc rồi mà. Ủa là sao? Giờ là mấy giờ rồi? 6 giờ tối rồi. Ông chơi từ 9 giờ sáng tới giờ luôn á. Trời, cái điện thoại này pin trâu dữ vậy luôn hả? Thôi chết, chưa nấu cơm biết nhà gì hết. Thế là nóc nhà không chửi cho coi. Chạy lẹ.